Tập 6. Ông chủ, Kiều gia được cứu rồi. Kiều gia lại một lần nữa vượt qua một kiếp. Đại trưởng quỷ, ông gọi tôi. Thuận tử, mau đi xem thử xem quan phủ đến đâu rồi. Dạ. Diêm sư phụ. Có. Bà chủ Giang. Hà gia chúng ta và Tam Tinh Tiêu Cục các ông xem như là có giao tình cũ phải không? Cha ông còn thay Kiều gia và họ chặn tai họa. Bắt đầu từ đây trở đi, ta mời ông trở về, đuổi mấy trẻ người ngoài trong sản nghiệp của ta, từng kẻ đi. Sau đó đóng cửa lớn, đem người lên tường, thay ta nhìn cho rõ từng cành cây ngọn cỏ Hà gia, trông chặt chẽ, không hổ là người bảo vệ bạc. Dân, ông chủ Kiều, Diêm thường nghiệp tôi làm ăn chính là kiểu này, các ông không cần phải làm khó tôi. Mời đi. Cô cho lời nói, rốt cuộc chúng tôi phải làm sao? Cô mới có thể không để chúng tôi không nhà để về chứ. Biểu đệ à, Hồ quản gia, hai vị, cầu xin giúp ta đi. Không thì hơn 100 người Kiều gia thật sự lưu lạc đầu đường xó chợ. Ông chủ Cảnh Thanh, tôi thấy các ông nếu mà có thể tìm về một người khấu đầu trước mặt lão phu nhân, nếu không chừng sự việc có cơ hội xoay chuyển. Ông nói Ánh Tế. Đúng vậy. Ánh Tế ở Vũ Xương tham gia đảng cách mạng, đang tạo phản đó, chỉ chốc lát cũng không thể về được. Lừa người. Người này không phải là bị các người hại chết rồi sao? Nói cái gì làm gì hả? Đuổi hết cả đi. Dừng. Ông chủ Kiều, xin lỗi vậy. Đuổi hết bọn họ ra ngoài. Đứng dậy, đi đi, mau đi đi. Mau đi, đi ra. Đi đi, mau đi. Đi thôi. Đi. Đều do các người gây chuyện. Nói cái gì muốn thay thế Ánh Tế, tự mình làm ông chủ. Lần này hay rồi, đem món nợ mấy chục năm đều lôi ra cả rồi, đem cửa lớn đóng lại. Chúng ta đừng là Kiều gia đại diện, bị một bà già đối chiếm là chiếm. Cháu không phục, cháu đi báo quan. Cậu báo cái gì mà báo? Văn khế đó đang ở trong tay bà già đó. Nếu như đem chuyện này báo cho phía bên ngoài biết, thì với tính cách gian lão phu nhân đó, việc thu hồi sản nghiệp của Kiều gia giả liền biến thành thật đó. Ý của chú là gian lão phu nhân căn bản không phải thật lòng muốn thu hồi diện của nhà chúng ta trở về, dọa chúng ta thôi. Nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Cái gì mà quá tốt? Mọi người nghe ta nói, các người đều trở về. Nhà ai về nhà đó, đưa người nhà, phụ nữ, trẻ con đều gào lên, quỳ đến trong đại diện.
cầu lão phu nhân để chúng ta ở lại. Nếu như bà ấy không đồng ý thì cứ quỳ vậy. Cứ quỳ như vậy sao? Đúng. Vậy thì bà ta một ngày không mở lời, chúng ta quỳ một ngày sao? Một ngày không mở lời thì quỳ một ngày, 10 ngày không mở lời thì quỳ 10 ngày. Chỉ có dùng cách này, chúng ta có chết cũng không thể rời khỏi Kiều gia. Bận rộn bao ngày phí công rồi sao? Ánh chứng, người dưới mái hiên, kẻ khác không thể cúi đầu. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mấy lời cổ này cậu đều quên rồi sao? Tôi nói đàn ông trong tộc này, lời Cảnh Thanh nói đúng. Chúng ta còn có cách gì nữa? Chúng ta mau đi. Đi mau, đi nhanh lên. Mau đi. Quỳ đi. Quỳ đến khi nào bà ấy đồng ý mới thôi. Đi thôi. Quỳ xuống. Mọi người hô lên đi. Cầu xin bà cô đó, bỏ qua cho chúng tôi đi. Đem chúng tôi đuổi ra không còn cách nào sống nữa đâu. Ta buồn ngủ quá. Mẹ, không thể như vậy. Cả nhà bọn họ toàn bộ đều quỳ ở bên ngoài, đều là đàn bà, người già và trẻ nhỏ. Ta biết. Mẹ, mẹ sao lại đi vậy? Mẹ, bỏ qua cho chúng tôi đi. Cầu xin bà đó. Diêm sư phụ, thiếu chủ, không thể nghe mẹ ta, không thể đuổi mọi người đi. Mẹ ta bảy điên rồi, không thể đối xử như vậy với họ. Thiếu gia có gì căn dặn? Thay ta ra ngoài nói cho biểu ca Cảnh Thanh, mời mọi người ai về nhà đấy. Hôm nay ta làm chủ, sẽ không đuổi mọi người đi hết. Diêm Thường Nghiệp có lời không biết nên nói hay không? Ông nói đi. Cậu chủ, bởi vì bà chủ làm thế này, đúng thật là muốn để Kiều gia khuynh gia bại sản, hơn 100 nhân khẩu lưu lạc đầu đường. Bởi vậy tôi nói, cậu chủ vẫn là đừng nên quản. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không thực sự ác nghiệt đuổi bọn họ đi. Vậy thì cứ để bọn họ quỳ mãi như vậy sao? Quỳ một ngày, bà chủ muốn như vậy, thì như vậy. Dạ, Phan đại trưởng quỹ đến rồi. Báo mời. Ông chủ Cảnh Thanh, ông tìm tôi. Sao vậy? Ông chủ Cảnh Thanh, thế này là không được nha. Ông mau đứng lên đi. Phan đại trưởng quỹ, hôm nay chuyện này nếu như ông không đồng ý thì tôi không đứng lên đâu. Được rồi. Cảnh Thanh, ông đứng lên. Đứng lên, nào. Rốt cuộc có chuyện gì? Ông cho tôi hay. Chúng tôi rốt cuộc làm thế nào, bà ấy mới có thể bỏ qua cho chúng tôi? Ông chủ Cảnh Thanh, thực ra ông biết nên làm sao mà. Tôi không biết. Bà chủ Giang muốn đuổi tất cả các người ra, nhưng bà bảy đuổi chưa? Lúc này đây còn chưa. Thế là có ý gì? Làm sao tôi biết được? Ông biết. Tôi thật sự không biết. Ông chủ Cảnh Thanh, nếu như ông cứ kiên trì nói thế này, lời tiếp tôi cũng không tiện nói đâu. Tôi
Đại trưởng quỹ, ông ngồi đi, ngồi xuống đi. Hay là như thế này có được không? Tôi thay Kiều gia, đàn ông của nhà họ Kiều, cầu xin ông giúp tìm ra ý kiến, nghĩ thử cách. Ông chính là đánh điện báo cũng được, cử người đi đón cũng được. Bất kể như thế nào đưa ánh tế từ thành Vũ Sư trở về. Phan đại trưởng quỹ, tôi quỳ xuống với ông. Được rồi, được rồi, được rồi. Ông chủ Cảnh Thanh, ông biết thuyền đậu ở đâu là được. Chuyện đưa cậu chủ trở về, tôi đồng ý với ông. Thật sao? Phan đại trưởng quỹ, tôi thay đàn ông của hơn trăm dân khẩu Kiều gia. Cảm ơn ông. Lão Dương à, thế nào rồi? Lão Phụ Đài, ngày nay vừa nói chuyện mặt trời đã sắp lặn rồi. Chúng ta có phải cũng là nghĩ kha khá rồi không? Dân tương đối rồi. Kiều Gia Phố còn cách đây bao xa nữa? Ở phía trước hai dặm chính là Kiều Gia Phố. Chỉ trong chớp mắt là có thể đến rồi. Thế chúng ta hành động thôi. Hành động thôi. Hành động thôi. Các anh em, mau đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Lão gia có lệnh, mau chóng hành động. Bà đừng đuổi chúng tôi đi. Cầu xin bà đó đừng đuổi chúng tôi đi. Cầu xin bà đó đừng đuổi chúng tôi đi mà. Cầu xin bà đó, bà cô à, đừng gào nữa. Đừng gào nữa, bà cô à. Cô, đi vào xem. Xem lão phu nhân vậy chưa? Quỳ thế này tiếp, chân ta rũng rẩy hết rồi. Dừng. Không chịu nổi rồi, không hay rồi, không hay rồi, không hay rồi. Có chút quy tắc không hả? Chạy gì chứ, làm cái gì vậy? Đại gia, quan binh đến rồi. Cậu nói lung tung cái gì chứ? Đại gia, tôi thực sự không lừa cậu. Lần này là đến thật rồi. Đều sắp đến cổng rồi, mau chóng trốn đi. Thế này, miệng quả. Anh báo quan à, báo quan sao? Được rồi, lần này hay rồi. Được rồi, chúng ta mau chạy đi. Chạy đi, mau lên. Chúng ta cũng đi đi, mau lên, nhanh lên. Người đâu? Đây không phải sao? Lão phu nhân, lão phu nhân. Bà xem lông mày này, đã xảy ra chuyện rồi. Lông mày này vẽ không được tốt lắm. Người càng già thì càng phải xinh đẹp chứ. Ta thích hợp với thời đại. Chính là giống như tranh người đẹp. Lão phu nhân, thực sự xảy ra chuyện rồi. Đại đội quan binh đến soát nhà rồi. Mấy đám quan lão già làm gì mà lề mề chậm chạp vậy? Nói chuyện Diêm sư phụ, quan binh đến thì không cần cản. Thế này, cứ làm theo lời ta nói đi. Đúng rồi, lão phu nhân, ông chủ Cảnh Thanh của Kiều gia, còn có Phan đại trưởng quỹ đều đang ở trung đường, đợi lão nhân gia đưa ra ý kiến đó. Bà xem lông mày đây, đúng thật là dễ thô sơ quá. Để bọn chúng đợi đi. Kiều Gia Phú đến rồi. Bao dây Kiều Gia Phú lại cho ta. Đã là đi soát nhà, chúng ta cũng phải có dáng vẻ đi soát nhà chứ. Đúng đúng đúng, lục soát cho ta.
Mở cửa. Mấy người các ngươi lên cho ta. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa, nghe thấy chưa? Mau mở cửa. Mau lên, người bên trong mở cửa đi. Mau lên. Có chuyện gì vậy? Sư phụ làm sao đi? Các người ở đây giữ chắc. Ta đi bẩm báo bà chủ gia. Dân. Ông nói lão phu nhân làm sao vẫn chưa ra chứ? Phan đại trưởng quỹ, Phan đại trưởng quỹ, ông mau đưa ra ý kiến gì đi. Tôi có thể có ý kiến gì chứ? Tôi, ông đi không được rồi. Ông không thể đi. Tôi, ông không thể đi. Ông đi không nổi đâu. Mở cửa, mở cửa. Người bên trong mở cửa đi. Bên trong mở cửa ra. Thái gia không mở được. Lại gọi mấy lần. Tiếp tục gọi cho ta. Bốn người các ngươi lên cho ta. Mở cửa. Mở cửa ra. Mở cửa. Người bên trong mở cửa. Lão phu nhân, lão phu nhân. Quan binh đã đến cửa lớn rồi. Cửa trước cửa sau đều chặn hết rồi. Quảng hốt gì chứ? Chuyện lớn gì? Ta nói với người lần nữa. Chuyện lớn gì cũng đều không bằng chuyện Kiều Trí Dung năm đó bỏ rơi ta giữa chừng. Lão phu nhân là ông chủ Cảnh Thanh, còn có Phan đại trưởng quỹ ở bên ngoài nóng vội không chịu nổi. Thời gian lâu lắm rồi. Cảnh Thanh chính là Cảnh Thanh. Ông ta không phải ông chủ. Ông chủ là ta. Vậy được rồi. Đỡ ta đi ra xem. Dừng. Cô của tôi ơi, cô ra rồi. Quan binh đến soát nhà rồi. Cửa trước cửa sau đều chặn hết rồi. Một người cũng không chạy ra được. Đỡ ta ngồi xuống. Lão nhân gia, người làm sao không lo lắng chút nào vậy? Cái nhà này sắp bị soát nhà rồi. Hơn 100 người không thể bảo vệ nổi rồi. Liên quan gì đến ta chứ? Người của nhà họ Kiều các người chính là từ cái lão già Kiều Trí Dung trở đi. Các người làm chuyện thương thiên hại lý. Mẹ, Thái gia Quyện Kỳ đem binh đến rồi. Thế thì làm sao chứ? Mẹ, bọn họ là đến soát nhà. Soát nhà ai? Đương nhiên là soát nhà Kiều gia rồi. Chỉ lát nữa là sắp sập cửa lớn đó. Cái cửa đó đập không nổi đâu. Năm đó cái lão già đó vì tu sửa đại diện này, ông ta không tìm được gỗ thượng đẳng. Là mẹ con đem hai tấm gỗ cây du trong nhà có đưa cho bọn họ làm cánh cửa lớn này. Thực sự rất chắc. Trừ khi là bắn đại pháo. Đập, đập không nổi đâu. Cô của tôi ơi, cô nói xa quá rồi. Người ta là đến soát nhà. Soát nhà ai? Chẳng phải nãy ngươi nói rồi sao? Tôi, nhà chúng tôi. Soát nhà các người liên quan gì đến ta chứ? Bà chủ gia, mở cửa ra để bọn họ vào. Dừng. Cô ơi cô, cô thật sự muốn mở cửa lớn sao? Đến đều là khách. Cùng ta đi xem. Phan đại trưởng quỹ, ông không đi theo ta sao? Đi. Tôi đương nhiên là đi theo bà chủ Giang rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Lo lắng cũng không có tác dụng gì. Cần lo chính là để lòng mình không loạn. Không loạn. Không loạn. Vừa nãy các người nói là người ngựa ở đâu đến hả? Là huyện Thái Gia Kỳ huyện đưa theo Lục Doanh và Gia Dịch. Thế thì lạ nhỉ? Vì muốn bắt ánh kế đảng cách mạng phản phái như vậy đến soát nhà. Đến chẳng phải nên là Phủ Thái Nguyên, nên là Tuần Phủ Sơn Tây đưa theo đại binh đến soát nhà mới đúng chứ. Thế này,
Vừa rồi ăn đồ không tốt, lại đau bụng rồi, ta phải đi mau phòng. Mẹ, thật hay giả vậy? Lúc này mẹ không thể. Từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Nào. Lão phu nhân lúc còn trẻ đã hiếm có, hiện giờ càng thành tinh rồi. Quan binh đến rồi. Anh làm cái gì đó? Tình khốn kiếp nhà anh. Lên một bên, lên một bên. Phan đại trưởng quỹ, mau mở cửa. Dừng. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Để bọn chúng bắt lại cho ta. Dừng. Đứng im, đứng im. Các người làm cái gì vậy hả? Các người làm gì vậy? Mấy người làm gì? Tại sao lại bắt người chứ? Làm gì hả? Mau bắt người lại. Mau mau mau. Mau lên. Mau lên. Tên nhóc cậu, bình thường gan to bằng trời, lần này sao lại run rẩy cầm cập vậy? Đều là do chú hại đó. Nếu mà hôm qua chúng ta đi báo quan trước, có thể rơi vào tình trạng này sao? Lần này xong rồi. Cửa trước cửa sau đều chặn hết rồi. Động dao động thương, dù sao trốn cũng chỉ là chết thôi. Điều tại anh, điều tại anh hết. Đừng ngôn. Trốn, trốn. Đi mau. Đi mau. Đi. Mau lên. Đi mau, nhanh lên. Mau. Bên này. Các người bỏ ta ra. Các người muốn làm gì hả? Mau bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Tôi là Phan Duy Nghiêm. Đây chẳng phải là Phan đại trưởng quỹ sao? Sao ông lại ở chỗ này chứ? Thái gia, vị này là đại trưởng quỹ Đại Đức Thông của Kiều gia, Phan đại trưởng quỹ Phan Duy Nghiêm. Chuyện này làm thế nào đây? Hai chúng ta soát Kiều gia, sao lại bắt được người ngoài? Ông chính là Phan đại trưởng quỹ. Kẻ hèn này nhận chức không lâu, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt Phan đại trưởng quỹ. Ông khẳng định ông ta là Phan đại trưởng quỹ? Tôi khẳng định. Đã không phải người nhà hộ Kiều, thả ra đi. Còn có tôi nữa. Tôi không phải hộ Kiều. Hắn ta cũng không phải. Hắn là đầy tớ của tôi. Thả luôn. Còn có người này, Diêm sư phụ. Đây là người mà bà chủ Giang của Hà gia mời tới giúp đỡ xem bảo vệ gia viện. Hắn ta cũng không phải người nhà hộ Kiều. Tại sao toàn bắt sai người vậy chứ? Ông dám lấy tính mạng của người thân ra đảm bảo không? Ta lấy tính mạng 64 người nhà của ta ra đảm bảo chuyện này. Đem lời ông ta ghi chép lại. Nếu có chuyện gì thì lôi ông ta ra. Dừng. Mấy kẻ này, thả đi. Vào phía trong tiếp tục xem coi. Chờ đã. Xin hỏi thái gia hôm nay hương sư động chúng, rốt cuộc là chuyện gì? Bản quyền hôm nay phụng mệnh tuần phủ Sơn Tây và phủ Thái Nguyên đến trước để bắt tội phạm Kiều Ánh Tế, tịch biên tài sản Kiều gia. Thái gia, ngài chưa biết sao? Chuyện lớn như vậy xảy ra, cũng chính là vào hôm nay, 2 giờ trước, bà chủ Giang của Hà gia ở Du Thứ đã đem tài sản, gia sản ở đây và vụ làm ăn của Kiều gia, đến cả căn đại trạch lớn này cũng thu hồi về dưới tay bảy rồi. Ở đây không phải là Kiều gia, đổi thành Hà gia rồi. Họ Hà rồi sao? Chuyện này là thế nào? Thái gia nếu muốn biết, có thể nghe kẻ buôn bán này nói chi tiết. Nếu như ngài không tin, hiện giờ tôi có thể theo ngài cùng vào trong gặp bà chủ Giang của Du Thứ một chút. Bà chủ Giang của Hà gia,
Ta nhớ ra rồi, từng có một lời đồn nói thế này. Đây không phải là lời đồn. Sao hả? Bà chủ Giang đột nhiên nhớ lại, đem mấy thứ này đều thu về rồi sao? Phan đại trưởng quỹ, ông nói rõ ngọn nguồn căn nguyên chuyện này ra đi. Chuyện này tôi không tiện nói. Các ngài đã đến rồi, nếu như bà chủ Giang không đem nơi này thu hồi lại, ở đây chẳng phải thành tài sản của Phản Định sao? Ta hiểu ra rồi. Thì ra bà chủ Giang sớm đã biết Kiều Ánh Tế gia nhập đảng cách mạng. Lời này tôi chưa hề nghe nói. Cậu chủ Kiều làm cái gì ở bên ngoài và quan phủ muốn làm gì, bà ấy không thể không biết chứ. Như thế này xem ra sự việc không giống trước rồi. Ở đây đã không phải Kiều gia, chúng ta lui binh trở về đi, làm tờ trình lên phủ Thái Nguyên, nói rõ tình hình, ông cảm thấy thế nào? Thái gia Thánh Minh, chúc quân mời. Trông cửa cho kỹ. Dân Phan Di Nghiêm thay ông chủ Trí Dung quá cố, cảm tạ bà. Hiện giờ nói lời cảm ơn cũng không muộn. Ngồi đi. Phan Di Nghiêm biết ơn lớn không cần báo đáp, lại vừa rồi càng là một chữ kính đối với bà chủ Giang. Ông hạ mệnh lệnh, sống chết phải đem Ánh Tế mang trở về. Dân, hiện giờ cậu chủ đã đang ở trên đường về Sơn Tây. Sai. Lúc này nó không nên về Sơn Tây. Quan phủ của Sơn Tây đang tung lưới để chờ nó. Chuyện này là do tôi sơ suất. Chỉ cần nó không về Sơn Tây, nó ở chỗ nào đều an toàn. Bà chủ Giang anh binh, tôi lập tức đi làm. Chờ đã. Tuy rằng ta bảo ông cử người đi cản trở Ánh Tế, không để nó trở về Sơn Tây lúc này, nhưng ta muốn nói với ông một câu tận đáy lòng. Lúc này đây, thực ra ta vô cùng hy vọng nó có thể trở về, trở về thay ta tiếp quản Kiều gia. Bà lão ta đây, ta có thể làm bao nhiêu việc cho Kiều gia, trong lòng ta không dám chắc. Tên quan huyện hôm nay chúng ta gặp phải là kẻ nói lý lẽ. Nếu như gặp phải kẻ không biết nói lý lẽ, ai cũng không cản nổi đâu. Tôi hiểu rồi. Có câu là kẻ tự biết mình không trách người, kẻ biết mệnh không quán trời. Phan Di Nghiêm tuy là người ngoài, nhưng vì bảo vệ Kiều gia, biết hết mọi chuyện, nghe ý trời. Cái lão già này, ông hại tôi cả một đời, chết đều chết rồi, còn phải thay ông, cái kẻ xấu hại tôi cả một đời, chăm sóc cho cháu nội ông. Kiếp nào tôi nợ ông nhiều như thế chứ? Ông để tôi chết liền chết đi, sống cũng không được yên. Ông chết rồi, tôi còn sống. Tuy rằng tôi có cơ hội ngày ngày mắng ông, sau này đến năm Tào địa phủ, hai chúng ta gặp mặt lại bàn luận lý lẽ. Đời này, nói cho tôi, là tôi nợ ông hay là ông nợ tôi hả?
Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bà chủ Giang này, cái nhìn và sự quyết đoán là người mà biết bao đàn ông và phụ nữ trên đời này không bị nổi. Người không biết quỷ không hay, liền giải quyết chuyện này xong xuôi. Đúng thật là một người phụ nữ tình thâm nghĩa trọng. Bên phía ông chủ Cảnh Thanh thế nào rồi? Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho ông ta. Cái cậu chủ không ở nhà, ông ấy chính là ông chủ. Hồ đồ. Từng giờ từng phút, hiện giờ là bà chủ Giang lo liệu mọi chuyện. Xem cái óc lợn của tôi này, tôi lập tức đi sắp xếp làm gì. Ta vẫn phải rời đi mấy ngày. Dù sao cậu chủ không trở về, ta không thể trở về. Đại trưởng quỷ, ông đây là muốn đi đến Đồ Phong Lĩnh đích thân đi đón cậu chủ trở về sao? Bà chủ Giang nói đúng. Quan phủ đã ở địa giới Sơn Tây tung một cái lưới lớn cho cậu chủ. Ta chỉ có đích thân đi mới có thể yên lòng. Đúng rồi. Nếu như có người hỏi tới thì nói, thì nói ta bị mắc thương hàn, trở về uống thuốc rồi. Đã rõ. Cân tử, chuẩn bị ngựa. Dân ạ. Đi thôi. Thuyên tử. Dân đại trưởng quỹ. Nhớ rõ, ngày mai là đến Thanh Nam Đỗ Khẩu. Nhưng mà tôi không muốn cậu chủ đi đến đó. Tôi muốn để cậu ta trực tiếp chuyển đường đi Sơn Tây. Tại sao chứ? Chẳng có gì sao cả. Có vài chuyện nếu như để cậu chủ biết, chỉ gây thêm rắc rối, bất lợi chúng ta trực tiếp đưa cậu chủ đến Quyện Kỳ. Đã rõ. Tôi đều nghe ông. Dương Tông Vũ, cậu chủ. Hai người lại ở đây lén lút to nhỏ gì vậy chứ? Không to nhỏ gì đâu. Tôi bảo cậu ta kiểm tra lại mọi thứ thôi. Ngày mai là đến Lâm Giang rồi. 8 năm tôi không trở về, cũng không biết hiện giờ Lâm Giang thế nào rồi. Đọc sách gì đó? Tài chính ngân hàng gia tộc. Tại sao lại xem cái này chứ? Cậu chủ, tôi muốn hỏi cậu, cậu ở cửa hàng đồ tay Quảng Châu học 8 năm, cậu học buôn bán gì? Chuyện buôn bán gì đều làm một ít. Chủ yếu là ở cửa hàng đồ tay, học hành chăm chỉ 4 năm, cũng qua lại 4 năm với người nước ngoài. Nếu như cậu ở cửa hàng đồ tay học 4 năm, cậu cũng không nên hỏi tôi tại sao lại xem quyển sách này. Cậu chủ, ngân hàng gia tộc đó đem lại cho châu Âu cái gì chứ? Nó mang lại là kênh đào Suez, eo biển Malacca, còn có dọc tuyến đường sắt qua các châu Âu, thậm chí là cách mạng công nghiệp châu Âu. Hơn nữa tôi cho rằng Trung Quốc cũng cần phải có một cuộc cách mạng công nghiệp. Dương Tông Vũ, tôi thật sự không ngờ được cách nghĩ ở phương diện này của anh nhất trí. Đó là cậu chủ nâng đỡ rồi. Nếu nói như vậy thì tôi thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, anh là đồ đệ của Phan đại trưởng quỹ. Mấy thứ suy nghĩ này có lẽ không phải ông ấy dạy cho anh. Nhưng mà tôi cảm ơn Phan đại trưởng quỹ. Ông ấy để tôi ở lại thành phố Vũ Xương rộng lớn này, để tôi làm một đại trưởng quỹ. Bao nhiêu năm nay ở hiệu đổi tiền Vũ Xương, tôi chủ yếu qua lại với các cửa hiệu đồ tây và ngân hàng nước ngoài, thậm chí với vài người tôi còn có quan hệ đặc thù. Vẫn còn nhớ ngài Samet của ngân hàng Hoa Tộc không? Chính là người cho chúng ta 200 vạn đồng bạc. Ông ấy từng là nhạc phụ của tôi. Chả trách hôm đó ở trên bàn làm việc của anh nhìn thấy một tấm hình người phụ nữ nước ngoài, đó là vợ của anh. Đúng. Vậy hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Mấy năm trước trở về nước Anh rồi. Bảo tôi cũng đi cùng với cô ấy. Nói chúng tôi đến đó sinh con, mua một trang viên, trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi không đi. Bởi vì tôi nghĩ Trung Quốc cái thời đại này, trong mơ hồ tôi nghĩ rằng dù sao nên làm chút gì đó.
Cũng có lẽ tôi nghĩ nhiều. Anh không hề nghĩ nhiều. Không chỉ là anh, còn có tôi, còn có tất cả thương dân Trung Quốc đều cần phải làm chút gì đó. Chỉ có như vậy, tài chính của Trung Quốc mới không lụi tàn, Trung Quốc mới không diệt vong. Dương Tông Vũ, con đường này không phải là đường đến Lâm Giang. Cậu chủ, đây chính là đường đến Lâm Giang. Cậu 8 năm không đến Lâm Giang rồi, có vài thứ có thể đã quên. Con đường này tôi vẫn luôn cảm thấy không đúng lắm. Anh nói thật cho tôi, Lâm Giang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu chủ, đường cũ đến Lâm Giang thực sự là 8 năm trước đã bị cắt đứt rồi. Đây là đường mới. Đường mới. Dương Tông Vũ, tôi tuy là 8 năm chưa trở về, nhưng mà từng cảnh tôi đều nhớ rất rõ. Căn bản không hề có con đường mới này. Anh đã quên rồi. Được, vậy tôi đưa anh đi. Quán trà Lâm Giang. Xem ra trí nhớ của tôi tốt hơn anh đó. Đây mới đúng là Lâm Giang. Đúng. Cậu chủ, thật sự không nên đến nơi đây. Có người không? Khách quan, nào ngồi. Ông chủ có khách đến. Khách quan, hiếm có nha. Quán nhỏ này của tôi nửa tháng không có khách tới rồi. Nào nào nào, mời vào trong. Không cần đâu, chúng tôi ngồi ở đây được rồi. Thực sự không dám giấu, tiệm nhỏ thực sự không có gì để tiếp đãi các vị. Nhưng mà vừa rồi mới săn được con báo, có thịt báo. Hay là các vị thử xem. Thật có báo sao? Chúng tôi không ăn báo. Có gì khác không? Chỉ có bánh nướng. Các ông nghèo đến thế này, đến rượu gạo nhà tự nấu cũng không có. Không có. Từ khi ông chủ Kiều Gia Sơn Tây qua đời rồi, đứa cháu bất hiếu Kiều Ánh Tế đó làm chủ gia đình thì đóng cửa núi trà. Đoàn buôn Kiều Gia cũng không từ đây đến Vũ Di Sơn buôn trà nữa. Ở đây cũng quan vắng, đến bọn cướp cũng lên núi rồi. Các vị biết chỗ này của chúng tôi có cướp không? Tỉnh lại đi. Đây là nơi nào? Tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy. Tôi rồi. Hết đạn rồi. Họ thôi kia. Ngươi đưa bọn ta đến nơi nào hả? Xém chút là mất mạng luôn rồi. Không chỉ có cướp, mà còn là có kẻ lai lịch lớn. Kể xem nào. Người đây phải đối đến năm đó, anh em kết nghĩa của ông chủ Kiều. Ông chủ vì ông ta nhặt xác ở thành Bắc Kinh, xém chút là bị Thái hậu lão Phật gia chặt đầu rồi. Người này chính là con trai của đại soái quân Thái Bình Lưu Hắc Thất, Lưu Tiểu Thất. Cái gì? Lưu Tiểu Thất. Trước tiên đừng giết hắn. Đừng giết hắn. Giữ kẻ sống. Nói. Súng ở đâu?
Súng ở trong chuồng ngựa. Năm đó, lúc cha và anh trai hắn bị chặt đầu, hắn còn nhỏ. Ai biết được 30 năm sau, hắn lại trở thành một lưu hắc thất khác. Chẳng qua, hắn và cha hắn trước giờ không làm hại phụ nữ. Từ khi chiếm lĩnh Thúy Phong Sơn, đánh đuổi người ở, cắt đứt đường buôn bán, cướp bóc người buôn bán, chẳng có gì mà hắn không làm. Chẳng trách trên đường này chẳng nhìn thấy đội buôn nào, thì ra là bị tên Lưu Tiểu Thất này chặt đứt. Dương Tông Vũ, chuyện ở Lâm Giang này, anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Cậu chủ, tôi thấy hiện giờ không phải là lúc giải thích. Cậu không thấy cái quán này có hơi quái lạ sao? Tôi cảm thấy chúng ta đừng ăn ở đây, mau chóng đi. Đúng là có chút kỳ lạ. Lưu Tiểu Thất giết người cướp hàng, làm sao có thể đơn độc mở một quán trà Lâm Giang? Đây sẽ không là hắc điếm Tôn Dị Nương mở chứ? Hắc điếm không nhất định, nhưng khẳng định là tai mắt của bọn cướp. Đi. Mấy người các vị là đại đội thị vệ trước mặt đại soái, hiện giờ phải phụng lệnh đại soái truy sát tội phạm triều đình. Bất kể các người bất mãn với tôi bao nhiêu, đều phải nghe chỉ huy của tôi, biết chưa hả?